Trung được yêu thích nhất tại nước ngoài, Dương Tử, Bạch Lộc để thua cặp vợ chồng nổi tiếng. Phim của Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Dương Tử lọt top những tác phẩm được yêu thích tại nước ngoài. Danh sách những bộ phim Hoa ngữ có lượt view nhiều nhất trên TikTok, Douyin tại nước ngoài đã được tổng hợp và tiết lộ mới đây. Số liệu được thống kê từ TikTok bằng 3 ngôn ngữ khác nhau, tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Thái. Dưới đây là bảng tổng hợp được xếp theo thứ tự cao xuống thấp, đơn vị tính, tỷ view. Dẫn đầu bảng tổng hợp là Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Chiết Viễn với tổng lượt view thu được là 4,028 tỷ. Chắc hẳn công chúng không còn xa lạ gì với tình cảnh phim bị phán nguyên tác quay lưng, chê bai dàn cast nặng nề vì cho rằng họ không hợp với thiết lập nhân vật. Song, sự thật chứng minh, Trần Chiết Viễn, Triệu Lộ Tư chính là lựa chọn chính xác và phù hợp nhất cho vai Đoàn Gia Hứa, Tang Trí. Không chỉ cặp đôi chính, mà nam phụ Tang Diên, anh trai Tang Trí ở Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng nhận được sự chú ý lớn từ khán giả quốc tế. Đứng ở vị trí thứ hai là bộ phim Tiên Hiệp Trường Nguyệt Tận Minh do La Vân Hy, Bạch Lộc chủ diễn, phim ghi nhận 2,989 tỷ view trên TikTok. Trong đó hát tác Trường Nguyệt Tận Minh, tiếng Việt là được xem nhiều nhất. Điều đó phần nào chứng tỏ dự án này rất được lòng các fan Việt. Trước đó, trong danh sách chủ đề phim ảnh được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội tại Việt Nam, Trường Nguyệt Tận Minh cũng lọt vào tới top 4. Chỉ chịu thua 3 bộ phim do nước ta sản xuất. Từ hạng 3 đến hạng 5 lần lượt Gọi Tên Tình Yêu Anh Dành Cho Em, Vương Tử Kỳ, Vương Ngọc Văn đóng chính. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương, Vương Sở Nhiên đảm nhận và Dị Ái Vi Doanh, bộ phim đánh dấu màn hợp tác giữa Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ. Bộ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị Cinet ném đá dữ dội, điểm rating thấp tới độ hết đường cứu chữa, nhưng tại nước ngoài. Rõ ràng khán giả quốc tế vẫn dành cho phim sự quan tâm nhất định, chẳng thế mà view TikTok của phim còn cao hơn rất nhiều Trường Tương Tư, Dương Tử, Trường Vạn Ý, Liên Hoa Lâu, Thành Nghị hay Ngọc Cốt Giao, Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn. Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh vừa mới ra mắt từ ngày 28 tháng 11 và vừa kết thúc cách đây ít ngày, nhưng đã kịp chen chân vào top phim có lượt xem nhiều nhất TikTok. Nửa đầu của phim được dân tình khen ngợi không ngớt vì cảnh quay, đánh võ đẹp, mãn nhãn, nhan sắc và diễn xuất đỉnh chóp của Lưu Thi Thi cùng kịch bản gốc hấp dẫn. Tuy nhiên, phần sau Nhất Niệm Quan Sơn lại có vẻ hụt hơi. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.